Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tử vi 12 con giáp. Chúc quý vị và các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Hôm nay, 30 biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị tử vi ngày thứ bảy, mùng 7 tháng 1 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng chạp năm nhâm dần ngày này là ngày ất sửu tháng quý sửu năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ đinh hỏi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất dầu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngủ hành, Ngủ hành niên mệnh Hải Trung Kim ngày Ất Sửu tức can khắc chi nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm hại trung kim Kỵ tuổi Kỵ mùi quý mùi ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày xỉu lục hợp với tí, tam hợp với tị và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỷ mùi, quý mùi, tân mão, tân dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi ất mùi, tân mùi, đinh hợi, đinh tị về các sao tốt xấu trong ngày sao tốt trong ngày gồm có sao thiên đức tốt mọi việc sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao sát cống đại cát tốt về mọi việc kể cả giải được các sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa xấu mọi việc Sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao vạn vong kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, Sau chu tước hắc đạo kỵ về nhà mới, khai trương, Sau tam tang kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, Sau không phòng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây bắc, tài thần hướng đông nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 với ba tuổi tý bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tí Dịu nhị hợp xuất hiện, điều này sẽ chia chở cho vận trình của ba tuổi tý trong ngày hôm nay thêm phần suôn sẻ và nhẹ nhàng hơn với ban tổ tý vốn hòa đồng và nhiệt tình bạn dù đi đến đâu cũng nhận được rất nhiều sự yêu quý của mọi người chính vì thế nên khi gặp phải những khó khăn bạn luôn nhận được không ít sự giúp đỡ của những người xung quanh và trong ngày thứ bảy này với ba tuổi tí ấy, cũng gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những cơ hội kinh doanh biếu bở từ những mối quan hệ bạn bè đã xây dựng vững vàng từ trước đó. Quan trọng là bạn mệnh sẽ nắm bắt được tới đâu mà thôi. Và nếu như không đủ tự tin thì bạn cũng đừng quên hỏi thêm ý kiến từ những người đi trước, những người có nhiều kinh nghiệm nhé. Về phương diện tình cảm của ba thủ tí trong ngày thứ bảy này, cái chuyện tình cảm của bạn lại đang gặp ngày có ngủ hành, xung khắc. Điều này sẽ không được may mắn như con đường công danh, sự nghiệp của bạn trong ngày. Tình duyên chưa độ lớn, cho nên khi xuất hiện rào cản, hai bạn đều mất lòng tin về nhau, khiến cho cái chuyện tình cảm bị giãn nứt là khó có thể tránh khỏi. Về câu quyết cho bạn thủ tí trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim vận trình công danh sự nghiệp được suôn sẻ nhẹ nhàng tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy luôn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có nhiều cơ hội kinh doanh từ những mối quan hệ xã giao tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ nên hội thêm từ những người có kinh nghiệm để tìm ra bước đi phù hợp tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tình cảm trục trặc đôi lứa thiếu tin tưởng lẫn nhau về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 75, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhà phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọ. tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022 với ba tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thiên ấn nhập cục điều này sẽ giúp cho bạn phát huy được những thế mạnh vốn của của mình trong công việc Tuy có vài vấn đề phát sinh nửa chừng nhưng nhìn chung bạn vẫn có thể kiểm soát được tình hình bằng tài năng phong phú và cách ứng biến linh hoạt của bản thân thời điểm bạn tập trung cho công việc chính là lúc bạn tỏa sáng và có sức hút vô cùng khó cưỡng, đặc biệt là đối với những người khác phái. Cứ thế, bạn sẽ khiến cho không ít trái tim rung lên mà không hề hay biết nữa. Đào hoa nở rộ bất ngờ, có thể đối với những người độc thân sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi sửu lại đang gặp này có thổ khí vượt điều này có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn mệnh với bạn nên ăn uống nghỉ ngơi điều độ thường xuyên rèn luyện thể chất đừng cố gắng quá mức mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình về lâu dài Câu quyết cho bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, phát huy được những thế mạnh vốn có của mình trong công việc, từ vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, kiểm soát tình hình bằng cách ứng biến linh hoạt, từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đào hoa nở rộ bất ngờ đối với những người độc thân, sớm tìm được một nửa ưng ý, từ vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, chú ý chăm sóc sức khỏe cho bản thân về thể chất, từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ hơn về đánh giá các chỉ số cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 58, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Hợi. tử vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ bảy này xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh điều này sẽ báo hiệu cho bạn đang đón những tin vui trên con đường tài lộc ngày hôm nay với bạn tuổi dần đang có được tiền bạc rụng rỉnh hết rồi lại có không còn phải đắn đua quá nhiều như trước đó và nếu như thời điểm này bạn có hứng thú với dự án đầu tư hay là kinh doanh nào đó thì bạn có thể thử sức mình. Tuy nhiên, bạn tuổi dần cũng nên lưu ý là nên tìm hiểu kỹ càng trước những thông tin khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng có vì nghe lời dụ dỗ của người khác hay là quyết định vội vàng vì tham cái lợi trước mắt mà tiền mất tật mang. Bạn hãy sử dụng những kinh nghiệm trong quá khứ cũng như là óc phán đoán nhạy biến của mình để tránh phạm phải những sai lầm, tai họa đáng tiếc và trong ngày thứ bảy này với ba tuổi dần lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc điều này sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm lứa đôi rất có thể sẽ xảy ra những khắc khẩu mâu thuẫn dù là hết sức nhùa nhặt trong cuộc sống thường ngày dường như hai bạn chỉ cần cái cớ để xả hết những cơn bực tức ở trong lòng ra và bà tuổi dần chứ để mọi chuyện đi quá xa kẹo rạn dạ nứt khó hàn gắn nhé về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tiền bạc rũng rĩnh hết rồi lại có tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có thể mạnh dạn thử sức trong các dự án đầu tư kinh doanh tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ chớ nên vội vàng nghe lời dụ dỗ mà đưa ra quyết định đầu tư tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên dùng kinh nghiệm tích lũy để tránh phạm phải những sai lầm. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, đôi lứa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, khắc khẩu. Về đánh giá các chỉ số cho bạn tử dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 87, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi dần, tuổi máu, tuổi mùi. tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh điều này sẽ báo hiệu cho bạn tuổi Mão việc kinh doanh buôn bán của bạn trong ngày hôm nay vô cùng là hanh thông thuận lợi sau tất cả những nỗ lực vừa qua và đã đến lúc bạn được thoải mái tận hưởng thành quả do chính bản thân mình tạo ra nữa rồi trong ngày này hàng hóa lưu thông trôi chảy khách hàng mới khách hàng cũ nườm nượp cũng mời bạn biết cách xây dựng được thương hiệu uy tín để giữ chân khách hàng cũ và thu hút thêm người mới và bạn tuổi mão bạn cũng đừng quên thường xuyên tìm hiểu về nhu cầu của thị trường để đưa ra các dạng đầu tư kinh doanh hay là đa dạng các dạng mặt hàng để tăng thêm lợi nhuận cho bản thân mình nữa nhé và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão á, lại đang gặp ngày có ngủ hành xung khắc, điều này sẽ gây nên sóng gió cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Cả bạn và người ấy đều có những nghi ngờ ở trong lòng, nhưng thay vì chọn cách trò chuyện thẳng thắn, hai bạn lại giữ ở trong lòng và để những suy diễn chia mở ý chí, mâu thuẫn cứ thế nổ ra mà thôi về câu quyết cho bà tuổi mão trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy việc kinh doanh buôn bán hanh thông thuận lợi tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa được thoải mái tận hưởng thành quả do chính bàn tay mình làm ra tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ biết cách xây dựng thương hiệu uy tín để giữ chân khách hàng tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc Đừng quên thường xuyên tìm hiểu về nhu cầu thị trường để đa đa dạng hóa hàng hóa. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, tình cảm có nhiều sóng gió, trở nên suy diễn để lý trí chia mờ. Về đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 27, số 64, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 với bản tử thìn bước sang ngày thứ bảy này do chịu tác động từ cục diện ngũ hành tới hình sông thìn tuất xỉu mùi điều này sẽ làm cho bản tử thìn làm gì cũng phải hết sức thận trọng nhòm trước ngó sau tính toán kỹ càng để tránh sai sót có thể xảy ra tiểu nhân vận trong ngày của bạn khá lớn chỉ một phút lơ là cũng tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân nắm thóp và gây khó dễ cho bạn hơn nữa, trong ngày thứ bảy này với bạn tù thìn, cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy cũng không được như ý muốn, khiến cho tinh thần của bạn vô cùng chán trường và bể oái. Người ấy trách móc vì bạn ít dành thời gian quan tâm tới cảm xúc của người ta, trong khi bạn chỉ muốn đối phương hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại mà mình đang phải đối mặt. Sự căng thẳng lần này khiến cho mối quan hệ của cả hai lâm vào thế bí nữa rồi. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên lựa chọn những hướng tốt như là đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc là hướng Đông Nam để gặp tài thần. Điều này sẽ giúp cho mọi việc trở thành hành thông, suôn sẻ và thuận lợi hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa làm gì cũng phải hết sức thận trọng tính toán kỹ càng, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ đề phòng tiểu nhân rình rập tìm cách gây khó dễ, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc tinh thần chán trường, ế oải vì chuyện tình cảm không như ý, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim hờn ghen trách móc khiến cho mối quan hệ rơi vào thế bí, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy xuất hành đi xa nên lựa chọn hướng tốt để cho công việc được thuận lợi về đánh giá các chỉ số cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 16 số 59 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi thân tuổi giàu tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 với bà tuổi Tỵ bước sang ngày thứ bảy này xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành Sửu Tỵ bán hợp điều này mang điểm báo vượng vận quý nhân các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay càng được tốt đẹp thúc đẩy công việc được trôi chảy sự nghiệp tăng tín hơn nữa và với bà tuổi tỵ bạn có thể sẽ được giao cho đảm nhận những trọng trách mới. Tuy là khó khăn nhưng cũng là cơ hội để cho bạn khẳng định bản thân mình, ghi dấu ấn trong mắt của cấp trên, lãnh đạo và tập thể nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày của chính quan hiệp lực và lời khen ngợi của cấp trên chính là động lực làm việc của bạn để cho bạn làm việc hết mình. Nhân đà này, bạn mệnh phải cố gắng hơn nữa để khẳng định năng lực của bản thân. Có như vậy, con đường thăng tiến của bạn mới thêm phần thăng hoa hơn, rực rỡ hơn nữa. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này rất có lợi cho những người đang còn độc thân, cầu về tình duyên. Đã tới lúc bạn để cho vết thương ở trong lòng mình trôi về quá khứ, không để nó ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại và tương lai. Có như vậy, trái tim của bạn mới có thể rung động và tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Về câu quyết cho bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, vượng vận quý nhân, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tín, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc được giao cho nhiều trọng trách, có cơ hội thể hiện bản thân. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, lời khiên ngợi từ cấp trên chính là động lực để cho bạn làm việc hết mình. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, người độc thân nên để cho vết thương lòng trôi vào quá khứ và đánh giá các chỉ số trong ngày cho bạn tuổi Tỵ, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 75, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phụ trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Từ tử vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 với bản tuổi Ngọa bước sang ngày thứ bảy này xem tử vi cho thấy bạn đã gặp ngày có cục diện ngũ hành xỉu ngọa tương hại tác động và đây là điểm báo làm cho bạn tuổi Ngọa có thể sẽ gặp phải không ít những chuyện rắc rối phức tạp trong ngày hôm nay và hầu hết là do những lời thị phi từ những kẻ tiểu nhân ganh ăn tức ở gây ra dù biết nhiều chuyện chỉ là đồn đoán vô căn cứ, nhưng với bạn không thể nào để ngoài tai, dễ bị những điều đó làm lay động tâm trí nữa. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ, ngày này với bạn rất dễ bị kích động, thậm chí là trở thành người ngang ngược khi thấy ai đó có ý kiến trái chiều với mình. Mọi người có một quan điểm riêng và bạn có thể tranh luận để cho đôi bên hiểu được ý tưởng của nhau, nhưng Điều này rất cần phải có sự bình tĩnh tránh biến thành cuộc tranh cãi gay gắt sẽ ảnh hưởng tới hòa khí chung nhé. Bù lại, vận trình ngày thứ bảy này với bà tử ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn giải quyết được những khó khăn, khúc mắc trong chuyện tình cảm lứa đôi. Bạn và người ấy có những vấn đề chưa thể thỏa thuận được với nhau thì trong ngày hôm nay đã tìm được ra cách dung hòa cho cả hai, hóa giải được những hiểu lầm trước đó về câu quýt cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tiểu nhân gây chuyện thị phi khiến cho mọi chuyện rắc rối phức tạp tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy dễ bị những tin đồn vô căn cứ làm lay động lý trí tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa dễ bị kích động khi thấy ai đó có ý kiến trái chiều tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tránh biến tranh luận thành ra cãi vã gay gắt ảnh hưởng tới hòa khí chung từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc giải quyết được những khúc mắc trong chuyện tình cảm về đánh giá các chỉ số của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 13, số 61, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Tử vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023. Với bà tuổi mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi tác động lên vận trình. Và đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra những rạn vỡ trong chuyện tình cảm gia đình, vợ chồng thiếu đi sự chia sẻ không thực sự thông cảm với những nội niềm của nhau cho nên không khí gia đình rất nặng nề căng thẳng và mau thuận nếu như cứ tiếp tục kéo dài dễ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện trong cuộc hôn nhân của bạn với bạn tuổi mùi hãy nhanh chóng tìm cách hâm nóng lại cuộc hôn nhân của mình trước khi quá muộn có thể bắt đầu bằng việc dành thêm thời gian cho người ấy bạn nhé May mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn niềm vui hiếm hoi. Đặc biệt trong công việc của bạn được thuận lợi, tinh thần làm việc của bạn nhờ thế mà được vững vàng. Cắt cứ vào các kế hoạch đã lập trình sẵn trước đó, cứ thế tiến hành thì không còn gặp phải bất cứ trở ngại nào lớn cả. Về câu quyết cho bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim tình cảm gia đình rạn vỡ do thiếu sự chia sẻ tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không khí gia đình nặng nề căng thẳng tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện khi mâu thuẫn kéo dài tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên nhanh chóng tìm cách hâm nóng lại của hôn nhân của mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc công việc được thuận lợi tinh thần làm việc hăng hái về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, điều này làm cho bạn đang có điểm báo họa phá tài đang đến rất gần. Và tốt nhất là với bạn mệnh tuổi thân trong ngày hôm nay làm việc, đầu tư hay là kinh doanh đều cần phải cẩn thận. Đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin theo lời của người khác để đến lúc tiền mất tật mang, hối hận cũng đã muộn rồi. May mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Bạn mệnh có được những khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình, bỏ qua những mâu thuẫn cãi vã trước đó để tận hưởng một ngày êm đềm bên nhau. Có điều, đối với những người đang còn độc thân lại chẳng được thuận buồm xuôi gió trong chuyện tình cảm như vậy. Khoảng cách giữa bạn và người thân mến khóa xóa nhỏ khiến cho bạn vô cùng bất rứt nhưng cũng không biết phải làm như thế nào. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên lựa chọn những hướng tốt như là đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần, đi về hướng Đông Nam để gặp tại thần. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi, suôn sẻ tránh được những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy cẩn thận với quân đường tài lộc khi có điểm báo phá tài tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa cần hết sức thận trọng trong việc đầu tư kinh doanh tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh mộc có được những khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim người độc thân chưa tìm được ra cách rút ngắn khoảng cách với người ấy. Về đánh giá các chỉ số trong ngày cho bạn tuổi thân, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 44, số 75, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ, tuổi tí. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sửu trợ mệnh điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Dậu có được nhiều cơ hội làm ăn thuận buồm xuôi gió trong ngày hôm nay, bạn mạo mệnh tuổi dậu sẽ được người quen đối tác lâu năm giới thiệu cho những cơ hội để đầu tư, kinh doanh hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cho cả đôi bên. Và bạn tuổi dậu đừng có chần chừ quá lâu để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc nhé. Ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu tỷ kim tụ khí với bạn trở nên quyết đoán hơn trong những lúc cần phải lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì và cần gì để đạt được mục đích. Bạn hãy tự tin vào năng lực của chính bản thân mình rồi bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng mà thôi. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi dậu lại đang gặp được ngày có thổ kia sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp xóa nhòa đến những mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng. Khi cả hai đều biết chia sẻ, gắn kết, không khí gia đình, hòa hợp, hạnh phúc. Đối với những người độc thân, vượng vận về đào hoa, đi xa hay là gần, đều có vệ tinh vây quanh, tăng khả năng tìm được một nửa phù hợp cho mình nữa về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có nhiều cơ hội làm ăn thuận buồm xuôi gió tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa được người quen giới thiệu cho cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ đừng có chần chừ quá lâu mà để thời cơ trôi qua mất tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc quyết đoán hơn trong những lúc cần phải lựa chọn tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng được xóa nhòa về đánh giá các chỉ số trong ngày thứ bảy này với ba tuổi dậu sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 12 số 58 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu tím màu cà phê quý nhà phụ trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Thân tử vi tuổi tuất thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2022 với bạn tuổi tuất bước sang ngày thứ bảy này xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh điều này sẽ mang tới cho bạn có được những cơ hội mới để bản mệnh có thể thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp của mình và bạn tuổi tốt hãy biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, đừng có ngần ngại thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ, dù có vấp phải những khó khăn, bạn vẫn nhận được những kinh nghiệm quý báu nhé. Thế nhưng, dù mãi mê lua cho công việc đến đâu, bạn mệnh tuổi tuất trong ngày hôm nay cũng nên dành thời gian để quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn nữa việc thiếu đi sự chia sẻ tâm sự với nhau có thể sẽ vô tình tạo ra khoảng cách giữa vợ chồng, đe dọa hạnh phúc gia đình có thể sẽ ập xuống bất cứ lúc nào. trong ngày thứ bảy này với bà tuổi tuất nếu như có công việc xuất hành đi xa bà mệnh cũng nên chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc, tài thần hướng đông nam để gặp được nhiều may mắn, mọi việc được suôn sẻ, hanh thông, thuận lợi về cầu quyết cho bà tuổi tuất trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa có cơ hội thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ đừng có ngần ngại thử sức ở những lĩnh vực mới tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc đừng sợ vấp ngã vì dù sao bạn vẫn nhận được những kinh nghiệm quý báu tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên dành thêm thời gian để quan tâm tới gia đình của mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy việc thiếu sự sẻ chia có thể sẽ vô tình tạo ra khoảng cách giữa vợ chồng. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 54, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. tử vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023. Với bạn tuổi hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này có thể sẽ làm cho bạn gặp phải không ít những khó khăn trong việc phát huy thế mạnh của bản thân mình, khiến cho công việc của bạn gặp nhiều trở ngại, sóng gió trùng trùng. Mặc dù có nhiều ý tưởng độc đáo, nhưng bản mệnh lại không được thỏa sức thực hiện chưa thuyết phục được cấp trên và có tiểu nhân quấy phá, nói điều giảm pha, khiến cho bạn bị nghi ngờ, phủ nhận năng lực. Và trong ngày thứ bảy này, với bà tuổi hỏi, tốt nhất là bạn nên tránh tham gia vào những cuộc tranh luận vô bộ ở chốn công sở để không vô tình rước họa thị phi chỉ vì một vài lời nói đùa lúc mắt bình tĩnh. Hơn nữa, nếu bị người khác đưa đến tai cấp trên thì sự tình sẽ lại càng bi đát hơn, rắc rối đủ đường ngủ hành xung khắc cũng sẽ khiến cho vận trình tình cảm của bạn đi xuống, mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn và tần suất lặp đi lặp lại ngày càng nhiều. Và nếu như bạn không dành thời gian để điều chỉnh, e rằng mối quan hệ này của hai bạn càng ngày càng đi vào bế tắc. Về câu quyết cho bạn tuổi hỏi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi ất hỏi thuộc mệnh hỏa gặp khó khăn trong việc phát huy thế mạnh khiến cho công việc gặp nhiều sóng gió tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không được thỏa sức thực hiện những ý tưởng độc đáo của mình tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có thể sẽ bị phủ nhận năng lực do tiểu nhân gây họa giảm pha tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên tránh những cuộc tranh luận vô bộ ở chốn công sở tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy vận trình tình cảm đi xuống mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn về đánh giá các chỉ số trong ngày thứ bảy này với ba tuổi hợi sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 46 số 77 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu hồng màu trắng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi tuất tuổi hợi chương trình đến đây là hết minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe bình an gặp nhiều may mắn trong cuộc sống xin chào và hẹn gặp lại